Cẩm Tú và Phương Thảo kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát vào lúc 23 giờ hàng ngày. Và bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức hội đàm công tác phối hợp bảo vệ biên giới năm 2023 với ba lực lượng công an, quân sự và hiến binh của ba tỉnh biên giới tiếp giáp là Svay Rieng, Prey Veng và Ta Bong Khomum của Vương quốc Campuchia. Trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, trong năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã phối hợp với lực lượng vũ trang ba tỉnh biên giới tiếp giáp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân hai bên biên giới, chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp nghị, quy chế và các thỏa thuận về biên giới mà chính phủ hai nước đã ký kết, như không qua lại biên giới trái phép, không chăn thả trâu bò phá hoại hoa màu, không chặt phá, trộm cắp lâm sản, đánh bắt thú rừng trái phép. Trong năm 2022, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và bà con nhân dân vùng giáp biên Campuchia trên 2,8 tỷ đồng và tiếp tục giúp đỡ cho 15 em học sinh Campuchia bằng học bổng nâng bước em đến trường với kinh phí hỗ trợ mỗi năm 90 triệu đồng. Tại buổi hội đàm, đại diện chỉ huy của các lực lượng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới chung giữa hai nước trong thời gian tới, như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về vấn đề lao động bất hợp pháp tại Campuchia, tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới hiểu rõ và chấp hành nghiêm. Đồng thời, hai bên cùng làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của bà con nhân dân vùng giáp biên trong việc mua bán, vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới. Kết thúc hội đàm, đại diện Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và ba lực lượng công an, quân sự và hiến binh của ba tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới năm 2023. Vào ngày 5 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ nhiều hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, vào ngày 4 tháng 9 năm 2023, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tiến hành kiểm tra hai xe mô tô của hai người. Nguyễn Thanh Hải, 45 tuổi, Phan Văn Thông, 53 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chở 11 bao đường cát, 800 bao thuốc lá lậu. Tiếp tục kiểm tra nhà đối tượng Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 bao đường cát Thái, 4 bao gạo. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Tân Biên thụ lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, ở phường Long Thành Trung có cụ Đỗ Thị Phành, sinh năm 1936, hiện tuổi cao sức yếu nhưng sống neo đơn, không người chăm sóc. Cụ đang cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Cụ Phành thuộc diện hộ cận nghèo, hiện ngụ tại số 115 khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành. Cụ không chồng, không con, lại còn bị mù hai mắt. Nhưng mọi sinh hoạt đời sống hàng ngày, cụ đều phải tự mình chăm lo cho bản thân mình. Hàng tháng, cụ được nhận tiền bảo trợ người già là hơn 300.000 đồng. Ủy ban Nhân dân phường Long Thành Trung hỗ trợ cụ 10kg gạo và 200.000 đồng. Hoàn cảnh đơn chiếc của cụ Phành cần lắm sự quan tâm, sẻ chia của mọi người để cụ cảm thấy ấm lòng hơn ở tuổi xế chiều. Thưa quý vị, đại diện SunWorld Baden Mountain vừa cho biết, trong 2 ngày 8 và 9 tháng 9 tới đây, khu du lịch này sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2023 và triển khai nhiều chương trình ưu đãi về giá vé. Cụ thể, trong 2 ngày diễn ra Đại lễ Vu Lan, khu du lịch SunWorld Baden Mountain sẽ miễn phí vé cáp treo lên chùa Bà cho các tăng ni, đồng thời áp dụng mức vé đồng giá 100.000 đồng một vé dành cho Phật tử và du khách sử dụng cáp treo lên chùa Bà để dự lễ Vu Lan. Năm nay, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu sẽ được tổ chức tại Linh Sơn Tiên Thạch Tự, hay còn gọi là chùa Bà. Ngôi chùa cổ nhất tại hệ thống các chùa núi Bà, gắn liền với huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu, hay còn gọi là Bà Đen, biểu tượng tâm linh của người dân Nam Bộ. Đại lễ Vu Lan năm nay tại núi Bà Đen sẽ được tổ chức với các hoạt động như dân pháp y công đức, tác pháp trai đường, cùng nhiều nghi thức tôn nghiêm khác sẽ được liên tục tổ chức trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 13 giờ, các ngày 8 và 9 tháng 9 tới. Để tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đăng ký quản lý lưu trú, Bộ Công an đã triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM, đem đến phương thức thông báo lưu trú trực tuyến mới, tiện lợi và nhanh chóng hơn, khai báo qua cổng dịch vụ công. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an tỉnh Tây Ninh triển khai thí điểm mô hình quản lý công nhân trong khu công nghiệp qua phần mềm thông báo lưu trú ASM. Nhằm khai thác các tiện ích mà phần mềm thông báo lưu trú ASM mang lại,
Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an Tây Ninh triển khai thí điểm thực hiện mô hình quản lý công nhân trong khu công nghiệp qua phần mềm thông báo lưu trú ASM tại khu công nghiệp Trảng Bàng. Tổ công tác đề án 06 tỉnh Tây Ninh vừa dự thảo kế hoạch phối hợp với lại cái Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội của Bộ Công an về triển khai 42 cái mô hình nằm trong cái đề án 06. Thì cái mô hình mà quản lý công nhân trong cái khu công nghiệp thì nằm trong cái 42 mô hình này, thì chỗ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính là cơ quan thường trực của Tổ giúp việc của đề án 06 tỉnh hôm nay cũng chọn cái mô hình này để triển khai làm điểm trước. Phòng sẽ đến là để hướng dẫn người quản lý công nhân ở trong khu công nghiệp mà lưu trú công nhân ở lại, thì cái cách mà đăng nhập và sử dụng tài khoản này tới đây sẽ nhân rộng ra cái mô hình này. Qua cái việc mà hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng này thì thấy là rất là thiết thực để mà trong quá trình mà quản lý về cái lưu trú của công nhân viên trong công ty sống tại ở địa bàn và cũng như là lưu trú tại công ty, nó sẽ dễ dàng hơn cho công ty. Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai phần mềm ASM đến các cơ sở lưu trú, khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tuyên truyền những tiện ích của việc sử dụng phần mềm ASM trong quá trình hoạt động kinh doanh, tạo chuyển biến rõ nét trong ứng dụng công nghệ tiện ích, góp phần quan trọng trong chuyển đổi số. Sáng ngày 6 tháng 9, lễ phát động Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp, Công trình Xây dựng năm 2023, Giải thưởng Sản phẩm Hiệu suất Năng lượng cao nhất năm 2023 đã được Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Đây cũng là sự kiện thường niên được phối hợp tổ chức. Các Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng năm 2023 hướng đến mục tiêu ghi nhận các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công trình xây dựng tiêu biểu trong việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từ đó tạo hiệu ứng về mặt xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời thúc đẩy khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng. Thời gian nhận hồ sơ tham gia các giải thưởng đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2023, dự kiến công bố và trao giải tháng 12 năm 2023. Nhạc kịch Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của nhạc sĩ Việt Anh sẽ diễn ra tối ngày 10 tháng 9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố. Vở nhạc kịch được xây dựng dựa trên tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Tô Hoài. Tác phẩm truyền tải thông điệp dám mơ ước, dám hành động, thể hiện khát vọng chung sống hòa bình, xóa tan xung đột, thù ghét tới các bạn trẻ. Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký được kỳ vọng sẽ trở thành một chương trình nghệ thuật hấp dẫn và biểu diễn định kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu châu Phi, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, vốn được xem là nguyên nhân gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu hiện nay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước phát triển cần chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng như thúc đẩy việc thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2040, càng sớm càng tốt, thông qua việc đầu tư vào quá trình chuyển đổi hợp lý và công bằng. Cụ thể, các nước phát triển cần đưa ra lộ trình rõ ràng và đáng tin cậy để tăng gấp đôi ngân sách cho quá trình chuyển đổi vào năm 2025 như bước đi đầu tiên trong quá trình này. Nước Anh đang trải qua mùa hè khô hạn với nhiều dòng sông cạn nước dần trở thành cảnh tượng phổ biến ở Anh, khi nước này hứng chịu một tháng 6 nóng kỷ lục. Nguyên nhân chính là do sự phụ thuộc quá mức vào nguồn nước tự nhiên, nơi các công ty cung cấp nước đã lấy nước từ sông và hồ chứa ngầm tự nhiên, được gọi là tầng ngầm nước. Một nguyên nhân khác là tình trạng rò rỉ nước qua các đường ống phân phối nước, khiến 1/5 lượng nước cung cấp bị thất thoát, trong khi chính phủ Anh không xây dựng hồ chứa. Thêm vào đó, ô nhiễm đường thủy với lượng nước thải thô không xác định làm cạn kiệt nguồn nước sạch. Ủy ban cơ sở hạ tầng quốc gia Anh hiện cảnh báo đến năm 2050, Anh sẽ cần ít nhất 2,7 tỷ lít nước bổ sung mỗi ngày để duy trì hoạt động của nước máy trong thời kỳ hạn hán. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV 11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.